Xin chào các bạn, thì hôm nay shop về thêm một mẫu dây cao su mới nữa. Đây là cái dạng dây F1, dây F1 nha các bạn, chứ không phải là dây zin, mẫu của Huawei GT hoặc là Huawei GT2. Thì tại sao mình gọi là dây F1? Do nó giống tới 95% luôn, không phải là hàng của Huawei sản xuất, nhưng mà đây là cái hãng thứ ba sản xuất. Thì nó sẽ có những cái cơ bản, ví dụ như là chốt đồng hồ thông minh nè, giống y chang dây của dây zin nha. Rồi đến cái khóa này, cái khóa này là dạng thép không gỉ, thép không gỉ nha các bạn. Đây mình sẽ gõ thử cho các bạn nghe cái tiếng của kim loại nè. Khóa này làm rất là chắc, nó là dạng thép đúc chứ không phải là bọng, hay là các bạn xài lâu không có lo sợ mốp. Hiện tại thì shop có những cái màu là màu cam, màu xanh rêu, màu trắng, màu xanh chuối, màu đỏ, màu đen và màu xanh dương. Đó, đây là những cái màu shop đang có. Đỏ, cam, xanh rêu, trắng, xanh chuối, đen và xanh dương đậm nha các bạn. Mình sẽ quay một cái chất liệu cho các bạn xem. Đây là cái dây màu xanh rêu. Xanh rêu thì cái khóa của nó, tất cả các màu dây đều là khóa màu màu đen như thế này. Còn cái độ mềm mại của sợi dây, đó, các bạn thấy là cái dây nó rất là mềm ha. Không quá mỏng cũng không quá dày. Khi mà các bạn đeo ở trên tay, cái cao su này nó sẽ ôm sát cái cổ tay của các bạn. Tất cả đều là dạng chốt thông minh. Bề mặt bên ngoài của dây là cái màu trơn này nha các bạn. Khi các bạn đeo lên tay thì cái màu này là màu trơn. Nó thiết kế từ cái màu sắc đến cái tiêu chuẩn và những cái đường gân như vậy nè, đều giống 95% với dây zin. Các bạn có thể mua cái dây này để thay màu cho cái sợi dây zin của các bạn. Nếu khi các bạn mua đồng hồ mà có dây màu đen các bạn chán quá, các bạn có thể đổi vào màu xanh rêu, màu xanh chuối, màu đỏ. Hoặc nếu khi các bạn mua màu khác, các bạn mua thích màu đen, thì các bạn có thể mua sợi dây này. Chất liệu của nó rất là đẹp nha các bạn, không phải là F1 là hàng dởm đâu. Ở đây thì mình có nhập thêm một cái loại dây cũng gọi là dây F1 của cái Huawei GT, nhưng mà các bạn để ý nè, các bạn thấy ngay chỗ này nó có một cái khóa, cái khóa này là dạng bạn nhôm thôi. Cái này khi các bạn cào ra nó sẽ bị tróc, nó bị tróc cái lớp sơn đen này, và cái khóa này nó sẽ không đẹp giống như cái khóa của shop. Đây, các bạn nhìn thấy cái khóa cũng là đều dây F1 luôn. Dây cao su thì nó giống nhau, thiết kế giống nhau, màu sắc giống nhau, nhưng mà nó sẽ khác ở cái khóa. Thì giá tiền cái sản phẩm nó sẽ khác nhau ở vị trí này. Đây là cái dây hàng F1 này, còn cái này có thể gọi là F3, F4 luôn rồi, chứ không phải là F1, F2 nữa. Chất liệu thì nó giống nhau hết. Các bạn để ý nè, đó mình đang so sánh cho các bạn xem. Rồi, sản phẩm này đang được bán tại Phương Vi Shop. Cảm ơn các bạn, link mua hàng mình sẽ để phần mô tả phía bên dưới nha.